the upper deck now. And from here you have actually a little bit of a better view. Super widoki tutaj w Halong Bay. Các bác cô chú anh chị này nhá, mình chuẩn bị xuống ổn định chỗ ngồi và mình đi tham quan điểm tham quan chính đầu tiên, đó chính là làng trài Ba Hang. Mình sẽ đi tham quan ba cái hang động. Còn tí hai cô xuống dưới nha. Cô downstairs please. Down. Yeah, go down.